Đến nay trên cả nước còn 35 tỉnh thành phố chưa duyệt xong quyết toán tiểu dự án giải phóng mặt bằng của các dự án được đầu tư theo hình thức BOT và các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ thuộc đề án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, chậm thời hạn so với quy định của Bộ Tài chính. Theo thống kê, có 26 địa phương chưa duyệt xong quyết toán giải phóng mặt bằng của các dự án BOT và 9 địa phương chưa duyệt xong quyết toán giải phóng mặt bằng của các dự án vốn trái phiếu chính phủ thuộc về đề án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Đáng chú ý, trong số 35 địa phương còn nợ quyết toán giải phóng mặt bằng, Nghệ An là địa phương có số lượng dự án giải phóng mặt bằng chưa duyệt nhiều nhất với 6 dự án. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành tổ chức thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền đúng quy định, đồng thời gửi quyết định phê duyệt quyết toán cho doanh nghiệp dự án hoặc ban quản lý dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2018 để trình Bộ Giao thông Vận tải.